chú rất mừng, hai cháu diễn hôm nay tốt lắm, mừng. Trước nhất nói về cháu Nhàn, phải nói là giai đoạn hôm nay phải cháu nhường phải không? À, xin lỗi cháu ha. Phải nói là giai đoạn xuống rất là hay để ủng hộ giọng hát của cháu ngày hôm nay. Phải nói là 4 suất vừa qua cháu đã làm cho chú nhiều cái bất ngờ và những tính cách khi cháu bước vào trong cái bài hát của cháu, nhất là canh bộ đội vừa qua, từ hôm nay lại vào một cái vai một nhân vật chính sử tốt, giọng cháu rất là tốt, phù hợp với cái vai. À, cháu hát thì cách diễn tả cháu làm chú nhớ tới nghệ sĩ Minh Cảnh quá, là cái phong cách diễn. Nhưng mà chú mong rằng mai mốt đừng cười nhiều nữa ha, là gì á, một nhân vật chính sử cái nào đáng cười nên cười ha, mà mỗi khi cái cười khác nhau ở phần đầu để nó tôn vinh lại cái tính cách của nhân vật và từ tình huống mà khi một người là xử lý cái giọng cười của mình. Nói chung cháu thành công, chúc mừng cháu. À, còn cùng ngập 7 à, cũng qua mỗi lần đều khác nhau, thì phải nói thế này, hôm nay cháu vào vai này là chú có một cái suy nghĩ khác. Vai cậu ba vừa qua trong tiếng hò sông Hậu, cháu nhẹ nhàng, một thư sinh trong cái hoàn cảnh bức bách đó, phù hợp với giọng hát của cháu. Nhưng phải nói rằng cháu vào vai hôm nay không đạt 100% theo ý chú muốn. Chú nghĩ rằng nếu mà cháu vô sâu nữa nên chọn vai nào phù hợp với gương mặt của cháu, giọng hát của cháu thì nó tôn cái giọng ca cháu hơn nữa. Không phải là vô tích đoạn là phải lựa mấy ông già như thế này mới là thành công. Những vai trẻ có thể tô đậm được cái giọng hát của mình, tôn vinh cái giọng hát của mình. Đây là chuông vàng giọng cổ, nghe cái tiếng ca cho hay. Là vì giọng cháu giọng thanh hơn bạn Nhường, mà khi cháu cất cái giọng lên đó thì nó không phù hợp với động tác của cháu, với cái dáng dấp của cháu. Nhưng cháu vẫn thành công là vì có những cái dấu xuống hò, xuống trầm, cháu biết cách bổng lên. Chú khen cái điểm này, cháu có kỹ thuật về ca. Nói chung là hai cháu rất thành công với chú trong hôm nay. Chúc mừng hai cháu. Xin trân trọng cảm ơn.